thằng nhỏ, tìm ta có việc à? Thật không? Hay quá đi. Nói thì phải giữ lời. Mau dùng chụp ảnh để ghi lại hình ảnh của bọn trẻ nào. Sử dụng cảm ứng trọng lực. Mèo, chụp cũng khá đó. Hứ, cho đẹp. Ờ, được. Giống thằng béo ta. Ôi, trẻ con phiền phức thật.